Hi, xin chào quý vị và các bạn Và tôi đã có mặt ở nhà tôi rồi Về rồi Đây, về nhà rồi Đây Phong cảnh ở quê tôi đây Và trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái bài thuốc rất là đơn giản Chỉ một loại cây duy nhất Và cái bài thuốc này điều trị được là bệnh Thì nói chung là chia sẻ sẽ... trong phạm vi biết nha quý vị Biết tới đâu tôi chia sẻ với gì tới đó cho nên là Hôm nay tôi cũng làm một chia sẻ một cái loại cây rất là quen thuộc à, một loại cây rất là quen thuộc và điều trị là bệnh viêm thận và sỏi tiết niệu. Ừ, sỏi tiết niệu và viêm thận. <laughs> Thì đây. Cây này chắc hẳn anh em rất là quen thuộc rồi. Đây này. Nó này. Đây. Cây này đây. Đó. Anh em còn lạ lắm gì với cái cây này nữa đúng không ạ? Đây. Đó. Nó khổ nổi cái là như nó không chịu lấy nét đây, đó. Anh em thấy chưa Đây. Cái cây này là cây chó đẻ. Chó đẻ răng cưa, người ta gọi là chó đẻ răng cưa. Thì ở đây tôi cũng gọi là chó đẻ răng cưa. Thì cái cách dễ nhận biết nó là ở bên dưới cái lá nó có mấy cái trái nha quý vị nha, dành cho những ai mà vẫn chưa biết nè, theo cái cái dọc lá của nó là nó sẽ có cái trái. Cũng không phải cam thảo đất đâu, cam thảo đất là nó sẽ có mấy cái trái trong cái nách lá. Còn cái cây đây á nó có trái theo cái tàu lá. theo cái tua lá của nó này, nó có trái theo cái tua lá. Ở à, đấy, đấy, đấy. Ừ. Thì đây là cam thảo đất. Ở đây là ở đây là cây chó đẻ đang cười á. Đây là cái chó đẻ đánh cửa không phải là thăm cam thảo đất nha. Cam thảo đất là cái cây kia kìa. Đây này. Cái cây, cây đây là cây cam thảo đất này. Đó. Cam thảo đất thì như là tôi cũng đã chia sẻ với gì vị rồi. Đây. cam thảo đất thì quý vị có thể quan sát này, đó nó có dạng trái như thế này và cái hoa nó, nó kiểu như thế này đây. trái nó nằm trong lên nách lá. Đấy. hiểu không ạ? Đấy. Đây chỉ nó hoài mà nó không có lấy cứ nó lấy cái cự ly xa một cự ly gần quay cho quý vị thì nó không chịu lấy đúng là khó xài thì cái chứ không phải dễ xài đâu đó, đây đó, cam thảo đất thì quý vị để cái uh, uh, trái nó có cái dạng như này đây. đấy còn cái um, chó đẻ đánh cưa này thì quý vị quan sát trên tàu lá này nó khác hoàn toàn nó không có giống đâu thì đấy thì để điều trị được uh, bệnh uh, sỏi tiết niệu uh, và viêm thận thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị luôn là một vài cái lưu ý trước. Cái vài lưu ý là tức là mình cái cây chó đẻ răng cưa này mình không có được dùng cái bộ phận dưới mặt đất nha. Nói chung là cứ dùng uh, từ đây trở lên này, bỏ cái gốc đi. Trên mặt đất 5 cm quý vị lấy cứ cách trên mặt đất 5 cm rồi quý vị lái lên. Đó là quý vị dùng làm thuốc thì để điều trị được bệnh sỏi tiết niệu và viêm thận thì quý vị uh, lấy cho tôi uh, cái cây cho đẻ đánh cưa này khoảng tầm 10 đến 20 gram tươi thì 20 gram khô thì 10 gram thôi nó đáng lắm nha quý vị nha rồi quý vị xét lấy nước uh, uống xét sáng trưa chiều hoặc là quý vị uh, hoặc là quý vị uh, xét uh, uh, nấu uống thì nước hàng ngày đó cứ nấu uống một tuần rồi ngưng một tuần nó uống một tuần uống chừng nào bớt là thâu đó, khoảng một hai tháng gì nữa nó bớt đấy còn về sỏi ấy, tiết niệu ấy, thì quý vị uống chừng tuần là có khi là bớt luôn á một tuần là bớt á cho nên là quý vị kiên trì uống uống là à, thông thường là bị viêm thì quý vị cũng đã biết rồi uống vô nó sẽ đau à, nó sẽ đau hơn bình thường cho nên là nó quý vì nó đang sát trong mà cho nên nó sẽ đau hơn bình thường có nhiều người uống vô cảm thấy nó đau á là quý vị lại coi như là kêu hề thuốc gì mà uống không đỡ mà lại đâu thêm là quý vị bỏ cái gì không uống là đâm ra là rất là là tiếc cho cái bài thuốc đấy vì nó đau là nó mới nó sát trùng nó mới hay được nó hiệu quả thì người ta hay gọi chung từ người chung là thuốc vào thì nó phải công phạt đúng không cho nên là công phạt ở đây là nó phải sát trùng cũng ví như cái mục ở bên ngoài cũng vậy vì gì sát trùng nó sẽ rất là đau đó <laughs> cho nên là chạy Ừ, sỏi thận quý vị cũng vậy, à, sỏi um, sỏi um, uh, bằng quang quý vị cũng uống cái đây là khoảng tầm tuần là tục ra, ừ. còn viêm thận rồi đó là quý vị uống cái kiên trì cứ uống tuần, ngưng tuần, uống tuần, ngưng tuần, chỉ riêng cây cây cho đẻ răng cưa này thôi, chứ không cần loại nào khác nữa đó. Đấy, như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và sau video tôi luôn luôn có một câu nói rằng là tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết. Nhưng vì không còn phương pháp nào khác hãy áp dụng theo cách của tôi. Đó là câu nói trong video nào tôi cũng nói hết. Bye bye.